Hello mọi người, lại là mình đây. Lại là một chuỗi ngày ngồi tự kỷ ở nhà không biết vẽ gì á. Cái tự nhiên lôi cái bản mặt mình ra vẽ vậy đó. Mà khổ nỗi, dựa cả chục cái video mới ra được một cái ảnh. Nhìn cũng dễ thương đấy chứ. Tôi mà sống thật quá, nhưng trong hình nhìn cũng không giống ngoài đời cho lắm. Tình dịch thế này không biết kéo dài bao giờ đây ta. Tôi ngồi ở nhà mà suốt ngày cắm mặt nhìn vào cái điện thoại rồi nhìn vô mấy cái màu vẽ cũng hơi ngán ngẩm. Mặc dù đam mê mà, nhưng mà nhìn miết cũng phải có lúc chán thôi. Không biết đến bao giờ mới được thoát khỏi cái cảnh dịch bệnh như này đây. Mong là nhà nước mau cứu được cái gì đó, cái gì gọi là cái vaccine à? Giết chết tụi virus đi chứ hơi áp lực này ạ. Tự kỷ miết cái điện thoại này chắc tôi điên quá. Thôi nói chung là tôi vẽ xong rồi đó. Mọi người nhớ follow tôi để nghe tôi xàm nha.